Xin chào Tiệc Điện Biên, xin chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một món ăn, đó chính là màu gỏi tôm. Và loại tôm mà chúng tôi chọn đó là tôm càng xanh bắt từ Hồ Hồng Khánh đấy ạ. Và đây là vị khách mời của chúng tôi. Em đang thấy là anh đã sơ chế được rồi đúng không em? Mình sẽ phải bóc hết cái vỏ ngoài của nó ra nhỉ anh nhỉ? Bóc hết ra. Vâng. Thái nhỏ. Vâng. Không cần... Để vừa miếng. À, không cần thái thật mỏng anh? Không, không cần. À. Em lại cứ tưởng là mình để thái mỏng thì nó sẽ ngấm gia vị hơn. Cái này tôm này khi mình cho gia vị vào nó hầu như là nó gần chín. À, vâng. À, như này có khi nó sẽ à, ngọt hơn đi nhỉ? Nó ngọt thì thôi. Còn nếu mình thái miếng mỏng cái này nó sẽ không được ngọt. Dạ vâng. Quý vị các bạn thân mến, món gỏi tôm này thì sau khi trộn là có thể dùng được luôn rồi ạ. Và món tôm này thì vừa tươi ngon và rất là ngọt. Hy vọng rằng là quý vị có thể có dịp thưởng thức món ăn này trong một ngày gần nhất. Và đến đây thì chuyên mục ẩm thực của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.